nhạc của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng Đào Mỏ khai thác một vật của mình luôn mang nó theo để đi học. Bạn đó, các bạn đó là gì? Mình sẽ học các bạn 5 giây nha. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chắc chắn các bạn sẽ không đoán được hoặc là đã đoán được cái việc tiêu đề ở dưới này. Đó chính là cặp của mình. Thế là lúc nãy mình muốn nhờ chị hai của mình để cặp của mình, nhưng mà mình thấy nó quá bạo lực cho nên là đang bỏ ngay suy nghĩ đó. Và cũng bởi vì là chị hai mình đang xem phim rồi thì nhờ ai. Ok, không giỡn nữa, và bây giờ mình sẽ nói sơ sơ về những thứ xung quanh mình trước. Đầu tiên thì cái cặp mình đã, cặp này là cái cặp mà mình sử dụng để đi học những tiết nghề. Và bởi vì bên Việt Nam mình không cho mang cặp này đi học, và mình cũng thấy là mang cặp màu đen, cái cặp màu đen mà bờ bỡ mà mấy cấp 2 tụi mình với lại mấy anh chị cấp 3 thường hay mang á, màu đen đen á, thì mình thấy thì sử dụng cặp đó cũng rất đúng, ok, chỉ như một phong cách của Việt Nam mình. Và với lại là khi mà sử dụng cái cặp màu đen đó thì ai cũng giống ai, giống như là việc mà chúng ta phải mặc đồng phục thì ai cũng giống ai, sẽ không gây ra cái sự đố kỵ chữ giàu và nghèo. Đó là một nét đặc trưng khi đi học, và mình cực kỳ không thích cái vụ khác cân bằng, nhưng mà cũng là một nét đi học, và nét đặc trưng của sinh Việt Nam cho mình. Mình cũng không nói gì nhiều, thôi bây giờ mình cùng bắt đầu cho video nha.
xem hết video của mình. Đừng quên like, share và subscribe channel của mình để xem thêm nhiều video mới. Nếu mà các bạn có gợi ý gì về một cái video nào đó, một chủ đề nào đó thì cứ comment ở dưới video này và tất cả những video trong YouTube channel của mình. Và bây giờ thì tạm biệt nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Đúng không ạ?